Lý Hạo xuyên Việt đến 20 năm trước Hán Đông Đại học, trở thành Hán Đông Đại học phạm tội tâm lý học một tên sinh viên. Văn, lầm lẫn, giả dối. Lý Hạo bởi vì hỗ trợ cảnh sát phá được vô số vụ án lớn, trở thành nhân vật nổi tiếng của Đại học Hán Đông, từng bước một đi lên đỉnh cao nhân sinh. Cao Khải Lan. Từ bỏ an hơn, lựa chọn cậu. Cao Phương Phương. Cậu đẹp trai hơn lượng bình sư huynh nhiều. Ta đã mê muội ngươi rồi. Chung hiểu ngãi. Em không nghĩ tới lại có người so với hầu phơi bình còn có mị lực hơn, em quyết định gả cho anh. Mạnh Ngọc. Cảm ơn anh đã cứu em, em chỉ có thể lấy thân báo đáp. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Cùng Cao Khải Lan là đồng học. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tỉnh Hán Đông, thành phố Kinh Châu. Đại học Hán Đông Đại học Hán Đông là trường đại học cao nhất trong tỉnh, tiếng tâm lừng lẫy trong cả nước. Một số chuyên ngành đặc thù thậm chí đủ để địch nổi thanh bắc. Đại học Hán Đông lợi hại nhất, phải thuộc chuyên ngành chính pháp. Không biết có bao nhiêu chính pháp hệ sinh viên sau khi đi ra ngoài, đều tiến vào Hán Đông công kiểm hệ thống. Chỉ tiết, Lý Hạo cũng không có lựa chọn chuyên ngành chính pháp. Anh ấy học chuyên ngành tâm lý học, chuyên ngành y. a, à, tư tu lão sư của chúng ta dĩ nhiên là cao bí thư. Lý Hạo nhìn thầy tư tu trong giờ học, kinh ngạc đứng lên. Bên cạnh Lý Hạo có một nữ sinh đang ngồi. Khuôn mặt của cô ấy rất đẹp và mái tóc dài hơi xoăn, khiến cô ấy trông hấp dẫn hơn. Tên cô ấy là Cao Khải Lan. Cao Khải Lan liếc Lý Hạo. Bí thư Cao. Trong trường nào có bí thư họ Cao? Lý Hạo hồi đáp. Cao Ngọc Lương. Cao Khải Lan trả lời. Anh ta không phải chủ nhiệm khoa chính pháp sao? Đâu phải bí thư. Ta biết rồi, ngươi lại tới nữa, luôn nói một ít lời kỳ quái, lần trước gặp phải cái kia gọi chung hiểu ngãi, ngươi còn gọi người ta gọi chung chủ nhiệm. Nếu không buổi chiều cậu đi học khoa tâm thần đi, tôi đi cùng cậu. Cao Khải Lan lo lắng nhìn Lý Hạo. Lý Hạo xấu hổ khoát tay áo. Không cần không cần đúng vậy lý hạo là từ lam tinh xuyên qua đến cái này thế giới song song khi hắn ở trung học cơ sở nghe được cái tên đại học hán đông này còn có chút kinh ngạc thẳng đến khi thi đậu đại học hán đông gặp được đám người chung hiểu ngãi cao khải lan hắn mới biết mình xuyên qua đến cái này hai bộ kịch dung hợp mà thành thế giới song song hơn nữa còn là hơn hai mươi năm trước khi lên đại học ngoại trừ cái này không giống nhau những thứ khác cơ bản cùng lam tinh không có gì khác nhau đi thôi, hai chúng ta nên đi làm thêm. Lý Hạo vội vàng nói sang chuyện khác. Ân. Ừ. Cao Khải Lan gật đầu. Sau khi thu tư liệu vào cặp sách, cùng Lý Hạo đi ra khỏi căn tin trường học, đi ra ngoài trường học. Hôm nay bọn họ phải phụ đạo ngữ văn và toán học cho một nữ sinh và một nam sinh. Lý Hạo phụ trách toán học cho con trai, còn con gái Cao Khải Lan phụ trách ngữ văn. Rất nhanh, bọn họ đi tới một tiểu khu tọa lạc ở trung tâm thành phố có thể sống ở đây có thể tưởng tượng được gia đình này thì phi phú tức quý hai người đi tới lầu ba của một tòa nhà cuối cùng trong tiểu khu nhẹ nhàng gõ cửa rất nhanh một người phụ nữ trung niên mở cửa nhìn thấy hai người nàng cười hiếp mắt nói thầy lý và thầy cao đến rồi mau vào đi chân chân minh minh mau tới chào hỏi hai vị lão sư Lý Hạo và Cao Khải Lan cười chào hỏi rồi vào phòng. Rất nhanh, hai đứa trẻ đáng yêu liếu ríu từ trong phòng chạy ra, Cao Hứng kéo tay Lý Hạo và Cao Khải Lan. Trở lại phòng, hai người bắt đầu dạy kèm hôm nay. Hai người bọn họ lương theo giờ rất cao, một là hai đứa nhỏ thích bọn họ, hai là bọn họ dạy rất khá. Có thể thi vào Đại học Hán Đông, năng lực của hai người bọn họ không thể nghi ngờ. Sau khi học xong, hai người không ở lại, rời khỏi nhà đi về phía trường học. Hai người muốn đi theo trên đường về nhà, giống như tình nhân. Nhưng Lý Hạo biết, tâm tư của Cao Khải Lan không ở chỗ anh. Mà là ở nhà bên kia. Khoảng thời gian trước cô về nhà một lần, sau khi trở về liền tâm sự nặng nề. Lý Hạo nói bóng nói gió, biết thì ra là anh cô quyết định mỗi tháng cho cô nhiều tiền. Hắn rất tiếc hận, vẫn quen Cao Khải Lan muộn. Hiện tại Cao Khải Cường đã đi lên con đường không lối về hắn muốn cứu cũng không cứu được. Nhìn bộ dạng rầu rĩ không vui của Cao Khải Lan, Lý Hạo mở miệng hỏi. Này, ta vẫn muốn hỏi ngươi, ca của ngươi cũng quyết định cho ngươi nhiều tiền, ngươi vì cái gì vẫn muốn tới làm cái này kim chức. Cao Khải Lan thở dài. Tôi từ chối, anh trai tôi muốn nuôi tôi và anh hai, thật không dễ dàng, tôi không muốn đòi nhiều tiền của anh ấy. Lý Hạo tiếp tục nói. Nhưng là ngươi mỗi ngày đều như vậy đi ra ngoài làm công, mệt chết đi được, hơn nữa ngươi còn là lâm sàng y học đấy. Cao Khải Lan nhìn Lý Hạo một cái, chậm rãi nói. Cậu chuyên ngành tâm lý học, phụ học y học, khóa so với tôi còn nhiều hơn, cậu đều có thể kiên trì, tôi tự nhiên cũng có thể. Lý Hạo buông tay. Không giống nhau nha, ta tại các ngươi y học bộ môn học khóa đều rất nông, tương đương với dự thính. Dự thính ngươi mỗi lần thi còn có thể top 3, ngươi là quái vật sao? Cao Khải Lan có chút không cam lòng nói. Đây có lẽ chính là thiên phú dị bẩm đi. Lý Hạo bất đắc dĩ nói. Hừ, không nói với anh nữa. Cao Khải Lan biểu môi. Đừng nóng giận nha, ta mời ngươi ăn kem. Lý Hạo cười hì hì hướng ven đường một cái quầy bán đồ vặt đi đến. Cao Khải Lan dừng lại, chờ hắn. Nhìn bóng lưng Lý Hạo, tâm trạng hỗn loạn của cô mới dần dần bình tĩnh lại cô và Lý Hạo quen nhau lúc làm thêm. Nhiều lần kim chức đều gặp nhau, thường xuyên qua lại cũng quen thuộc. Sau khi quen biết mới biết được Lý Hạo cũng giống như cô, là sinh viên đại học Hán Đông, hơn nữa còn là chuyên ngành tâm lý học. Sau đó hắn lại đến dự thính trường y của bọn họ, hai người bọn họ liền càng quen thuộc. Cao Khải Lan cũng dần hiểu rõ gia đình Lý Hạo là cha mẹ Lý Hạo lúc trước đều là công nhân nhà xưởng, công nhân thời đại này đều là loại biên chế. Cho nên khi còn bé gia cảnh Lý Hạo coi như không tệ. Đáng tiếc chính là lúc học trung học cha mẹ hắn bởi vì ngoại ý muốn qua đời. Chỉ để lại cho hắn một căn nhà, còn có một số tiền tiết kiệm không nhiều lắm, cho nên Lý Hạo mới đến làm công. Vóc dáng Lý Hạo rất cao, hơn nữa mày rậm mắt to, vô cùng đẹp trai. Các nàng y học viện không biết có bao nhiêu nữ sinh thầm mến nàng, ngay cả nàng phòng ngủ đều có hai cái thích nàng. Vừa đẹp trai lại tự lập tự cường, gia đình cũng không kém cô nhiều lắm, cho nên Cao Khải Lan đối với Lý Hạo tự nhiên có một loại cảm giác tâm tâm tương tích. Cao Khải Lan có hai anh trai, cho nên cô tự nhiên coi Lý Hạo là em trai của mình mà đối đãi. Chỉ có điều trong đó còn xen lẫn một ít cảm giác thấy không rõ, nói không rõ. Rất nhanh, Lý Hạo mua hai que kem, đưa cho Cao Khải Lan một que. Cao Khải Lan nhận lấy, vừa ăn vừa tán gẫu với Lý Hạo. Dưới lời nói hài hước của Lý Hạo, tâm tình nặng nề của Cao Khải Lan giảm bớt rất nhiều. Lý Hạo vẫn đưa cô đến dưới lầu phòng ngủ. Cầu hoa tươi đánh giá vé tháng, cầu xin. Chương 02 Cao Bí Thư tưởng nhớ chính khóa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngày mai gặp. Lý Hạo vẫy vẫy tay với Cao Khải Lan. Ngày mai gặp lại. Cao Khải Lan gật đầu, về tới phòng ngủ. Mà Lý Hạo trở về phòng ngủ của mình một phòng riêng. Phòng ngủ hán đại phổ biến đều là phòng bốn người. Nhưng năm nay trường học mở rộng tuyển dụng, ký túc xá trường học không đủ ở, học sinh của bọn họ bị ép dọn ra ngoài. Sinh viên tâm lý học của bọn họ cũng bị ép dọn ra khỏi ký túc xá, vào ở ký túc xá cũ nát. Nhưng mà cho dù như vậy, ký túc xá trường học vẫn không đủ ở, chuyên ngành tâm lý học của bọn họ là mấy năm gần đây mới mở, cho nên được sắp xếp đến cuối cùng kết quả đã sắp xếp xong đến lúc anh không còn chỗ ở nữa kết quả hắn đã được an bài đến nơi ở của dì quản lý ký túc xá nơi này chỉ có một cái giường cũng chỉ có một mình hắn thật không biết xem như may mắn hay xui xẻo ký túc xá của hắn ở lầu một vào cửa chính một góc là tới đi tới ký túc xá lý hạo đặt cặp sách lên giường rồi trực tiếp nằm xuống hôm nay vẫn hơi mệt anh phải nghỉ ngơi sớm một chút Ngày mai có hai tiết tư tu của bí thư cao, phải dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai ngồi hàng đầu chiêm ngưỡng bí thư cao một chút. Muốn nói trong danh nghĩa nhân dân, Lý Hạo cảm thấy nhân cách hấp dẫn nhất chính là vị bí thư cao này. Ngày hôm sau, Lý Hạo dậy sớm, học hai tiết tâm lý học. Lão sư của bọn họ tên là Đặng Húc, là một người trung niên bốn tuổi, trường học đặc biệt mời từ nước ngoài tới. Tuy rằng hắn học chương trình tâm lý học nhưng hắn ở nước ngoài chuyên ngành tâm lý học tội phạm. Chuyên môn nghiên cứu tâm lý tội phạm, thành phố Cục Công an đã từng nhiều lần mời hắn đi hiệp trợ phá án, coi như là có chút danh tiếng. Âm thanh len ken vang lên, tiết thứ nhất kết thúc. Đại học bình thường đều là hai tiết học liền nhau, cho nên còn có một tiết. Lý Hạo cũng không có đi ra ngoài chơi cái gì, mà là đang xem một ít suy luận thư tịch. Trên bục giảng, Đặng hút uống một ngụm nước, đi tới trước mặt Lý Hạo, cười híp mắt nói. "Lý Hạo, nghe nói ngươi lại hiệp trợ công an phá được ba vụ án, biểu hiện không tệ, quan minh khu phân cục cục trưởng đặc biệt gọi điện thoại cho ta khen ngươi." Lý Hạo thấy lão sư đi tới trước mặt mình, vội vàng đứng lên, gãi đầu có chút ngượng ngùng nói. "Cảm ơn sư phụ khích lệ, đều là ngài dạy tốt." Kỳ thật tại Lý Hạo mãn 18 tuổi thời điểm, hắn đột nhiên thức tỉnh toàn năng hệ thống. Hệ thống cho hắn mấy phương hướng nghiên cứu khoa học kinh tế, chính trị, cùng với thám tử. Cân nhắc đến thời đại này xã hội vẫn tương đối hỗn loạn, vụ án không ít, cho nên Lý Hạo đầu tiên lựa chọn phương hướng thám tử. Tâm lý học tội phạm cũng là một trong số đó. Dựa vào hệ thống, mỗi lần thi hắn đều có thể lấy được hạng nhất. Cho nên cũng rất được chủ nhiệm khoa đặng hút yêu thích, mỗi lần đi ra ngoài trợ giúp cục cảnh sát điều tra án đều mang theo hắn một đồng hai đi cùng cục trưởng phân cục Quang Minh cùng một ít cảnh sát cũng quen thuộc. Có một lần Kinh Châu xảy ra một vụ án, cục cảnh sát không có suy nghĩ gì, liền tới tìm Đặng Húc hỗ trợ. Đặng Húc không có ở đây, nhớ tới biểu hiện trước đây của Lý Hạo, luôn có thể phát hiện một số điều không giống nhau, vì vậy Đặng Húc để cho Lý Hạo lên. Không nghĩ tới hiệu quả không tệ, thành công phá án. Vì thế Đặng Húc thường xuyên tìm cơ hội để Lý Hạo thay mình hỗ trợ cảnh sát. Cho nên Lý Hạo có thể được cục cảnh sát người tán thành, không thể thiếu cái này lão sư trợ giúp. Trong lòng Lý Hạo rất tôn kính và cảm kích vị lão sư này. Đúng rồi, chuyện ra nước ngoài du học thế nào rồi? Đặng Húc mở miệng hỏi. Đặng Húc cảm thấy Lý Hạo ở phương diện điều tra án này thiên phú dị bẩm, dự định để Lý Hạo ra nước ngoài du học 2 năm, sau khi trở về trực tiếp đề cử hắn đi hệ thống công an. Hắn tin tưởng bằng vào năng lực của Lý Hạo sau này tối thiểu phải là cục trưởng phân cục thành phố kinh châu lại có chút tài nguyên thậm chí cục trưởng cục thành phố kinh châu cũng không phải là không có khả năng nhưng ngay từ đầu khi hắn nhắc tới chuyện này với lý hạo lại bị cự tuyệt lý hạo không muốn ra nước ngoài chủ yếu là hắn có hệ thống còn học cái rắm nước ngoài những kia chuyên gia đều không nhất định có hắn mạnh hắn hiện tại ở đại học học tập đơn giản chính là vì văn bằng mà thôi lý hạo suy nghĩ một chút sau đó nghiêm túc hồi đáp lão sư ta liền không đi thôi khảo nguyên nghiên cứu sinh đi theo ngươi là được tôi tin tưởng trình độ của ngài tuyệt đối không kém so với những chuyên gia nước ngoài kia đặng húc nghe nói như thế trên mặt nhất thời tươi cười hắn cười nói ha ha ngươi như thế nào nói lão sư thật cao hứng nhưng là dù sao một ít kiến thức chuyên nghiệp cùng nước ngoài vẫn là có chênh lệch lý hạo cười nói không sao, lão sư ngài không phải thường xuyên đi nước ngoài trao đổi nha, ngài sau khi trở về dạy lại ta là được. Được rồi. Thấy Lý Hạo kiên trì, đặng húc cũng không cưỡng cầu nữa. Sau một hoặc hai tiết học buổi sáng, bọn họ sẽ không có tiết học. Tâm lý học có thể nói là chuyên ngành ít học nhất trong cả trường. Con người cũng là ít nhất. Một là môn này vừa mở chưa được mấy năm, hay là mọi người còn không biết chuyên ngành này sau này dùng để làm gì? Còn không bằng triết học các loại. Tuy nói hiện tại tốt nghiệp đại học là bao phân phối, nhưng môn này ai biết phân phối đến nơi nào, người của bộ giáo dục còn chưa có thông báo. Bất quá Lý Hạo cũng không có tan học, hắn còn phải đi y học viện bên kia nghe giảng. Với sự giúp đỡ của Giang Quốc, anh ấy đã theo học một chuyên ngành y tế lâm sàng nhỏ. Đây là yêu cầu của Đặng Húc bởi vì tâm lý học phạm tội liên quan đến rất nhiều tri thức của cơ thể con người hơn nữa nếu như muốn điều tra án khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc với thi thể cho nên đặng hút liền để cho hắn học y học lâm sàng thích ứng một chút lý hạo dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì hơn nữa sau đó phát hiện có người quen cao khải lan ở đây cho nên hắn liền đáp ứng đặng hút lớp cao khải lan có ba bốn tiết là tư tu vốn lớp lý hạo cũng có tư tu nhưng tư tu lão sư của bọn họ không phải Cao Ngọc Lương. Lý Hạo dứt khoát cùng lớp Cao Khải Lan học tư tu. Đến lúc đó liền nói với Cao Ngọc Lương một tiếng, để cho hắn nhớ cho mình một cái tên là được. Sau khi Lý Hạo đến trường y tìm Cao Khải Lan, cùng cô đi đến phòng học của thượng tư tu. Sau khi đi vào phòng học, hai người nhìn lướt qua, phát hiện tuyệt đại đa số mọi người đều ngồi ở phía sau cùng. Sáu hàng sau gần như không còn chỗ ngồi, mà ba hàng đầu không có một người rất hiển nhiên, loại môn không chuyên vô dụng này, vô luận ở trường nào, cũng không được mọi người coi trọng. Đại đa số người đơn giản chỉ là đến sống không lý tưởng mà thôi. Cao Khải Lan đang chuẩn bị đi về phía sau, lại phát hiện Lý Hạo trực tiếp ngồi xuống hàng thứ nhất, gần bục giảng. Hành động này cũng khiến cho không ít bạn học phía sau ánh mắt quái dị. Chương 03 Cao Phương Phương Đến cùng ai là thân nhi tử? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cao Khải Lan thấy Lý Hạo ngồi thẳng trước bục giảng, sửng sốt một chút. Chỉ thấy Lý Hạo vẫy vẫy tay với cô, ý bảo cô ngồi xuống. Cao Khải Lan chần chờ một chút, vẫn đi tới vị trí bên cạnh Lý Hạo ngồi xuống. Điều này khiến cho không ít nam sinh hàng sau ghen tị. Loại nữ sinh vừa xinh đẹp, thành tích lại tốt như Cao Khải Lan, đương nhiên rất được nam sinh trong lớp hoan nghênh. Trong lớp đã có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô, nhưng không hề ngoại ý muốn đều bị Cao Khải Lan cự tuyệt. Cô nào có tâm tư yêu đương? Cho dù có tâm tư nói chuyện cũng không được. Anh trai cô từ nhỏ đã bỏ học nuôi cô và anh hai, bây giờ đều còn độc thân. Nếu cô là em gái yêu đương trước, anh trai khẳng định lại muốn gửi nhiều tiền cho cô, hoặc là gửi của hồi môn cho cô. Cho nên vô luận như thế nào nàng bây giờ còn không thể yêu đương, tối thiểu phải chờ đại ca kết hôn hoặc cô ấy có thể tự ra ngoài và kiếm tiền cho nên cô gần như không thân thiết với bất cứ nam sinh nào trong lớp ngoại trừ lý hạo bởi vì tình huống của bọn họ không kém nhiều lắm tinh tinh tương tích cô coi lý hạo như em trai mình cậu ngồi phía trước làm gì cao khải lan chất vấn lý hạo nhìn cô thản nhiên nói nghe giảng nha lớp tư chính có gì hay cao khải lan khó hiểu hỏi Lý Hạo nghiêm trang giải thích. Triết học là mẹ của nghiên cứu khoa học, con muốn tiến bộ thì phải nghe những bài học này nhiều một chút. Người xem ta mỗi lần đều có thể thi đệ nhất, chính là thường xuyên xem sự sách, đọc chủ nghĩa mát. Cao Khải Lan há miệng, vốn định phản bác, nhưng mỗi lần Lý Hạo đều có thể thi hạng nhất. Cô căn bản không tìm được điểm phản bác. Nàng thở dài, chỉ có thể an tâm ngồi xuống. Ngồi hàng đầu căn bản không dễ làm bài tập đọc sách ngoại khóa, cô chỉ có thể lấy sách tư chính ra đọc ngay sau khi cao khải lan ngồi vào chỗ của mình bỗng nhiên một nữ sinh rất xinh đẹp từ cửa đi vào dáng người cô cao gầy giữ lại đầu học sinh trung học ánh mắt thật to làm cho người ta có một loại cảm giác có chút ngoan ngoãn nữ sinh này nhìn lướt qua phòng học các bạn học quả nhiên tất cả đều ngồi phía sau cùng quả nhiên mọi người đều không có hứng thú với loại khóa học này bất quá nàng hôm nay cũng không thể ngồi phía sau nàng muốn ngồi hàng thứ nhất bởi vì hôm nay thầy giáo của tư tu là cha cô đúng vậy nữ sinh xinh đẹp này chính là con gái của cao ngọc lương cao phương phương đang lúc hắn quay đầu lại sau đột nhiên nhìn thấy phía trước bục giảng dưới ngồi một nam một nữ hai người nam nữ cô đều biết nam là sinh viên tâm lý học giữa học kỳ trước đột nhiên chen ngang nghe giảng tên là lý hạo bởi vì bộ dạng hắn rất đẹp trai hơn nữa cuối kỳ học kỳ trước còn thi hạng nhất cho nên trong lớp rất nhiều nữ sinh đều thầm mến cô phòng ngủ của các cô cũng thường xuyên thảo luận về nam sinh này cô gái tên là cao khải lan đứng thứ ba trong lớp mình đã nói với cô vài câu chỉ là bọn họ làm hàng thứ nhất như thế nào hơn nữa còn ở chỗ gần bục giảng nhất cao phương phương chậm rãi đi qua cô do dự một chút sau đó ngồi xuống bên cạnh cao khải lan cao khải lan và lý hạo theo bản năng quay đầu nhìn cô cao khải lan tự nhiên biết đây là bạn học lớp cô cười chào hỏi bạn học phương phương đã lâu không gặp đã lâu không gặp tiểu lan cao phương phương cũng cười đáp lại một tiếng phương phương cái tên này mặc dù có chút thối nát nhưng lý hạo lại cảm thấy có chút quen tai học kỳ trước cậu chen ngang vào học sinh trong lớp chỉ biết một mình cao khải lan cho nên căn bản không biết nữ sinh trước mắt này là con gái của Cao Ngọc Lương. Hơn nữa học viện y học nữ sinh phần lớn đều rất xinh đẹp, cho nên Lý Hạo cũng không có chú ý tới nàng quá. Âm thanh len ken vang lên, Lý Hạo vội vàng thu hồi suy nghĩ hỗn độn của mình, lấy ra một quyển sổ mới tinh. Hành động này khiến Cao Khải Lan và Cao Phương Phương ở một bên đều sửng sốt. Tư thế này của Lý Hạo không phải là định ghi chép chứ. Cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân một cái hơn 30 nhanh 40 tuổi, tinh thần quắc thước trung niên nhân từ cửa đi vào. Đúng là Cao Ngọc Lương. Lý Hạo hưng phấn nhìn hắn chầm chầm. Bây giờ anh ấy trẻ hơn nhiều so với trên TV. Hơn nữa trên người có một loại khí chất nho nhã hiền hòa. Một chút cảm giác tâm cơ thâm trầm sau khi làm quan. Sau khi Cao Ngọc Lương đi tới bục giảng, nhìn thoáng qua phòng học. Quả nhiên, ngoại trừ bọn họ học viện học sinh, cơ bản sẽ không có học sinh thích loại này khô khan vô vị triết học khóa hắn dạy sách nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen cho nên cũng không quá để ý lại càng không tức giận bất quá hắn tin tưởng nữ nhi của mình nhất định sẽ ở hàng đầu ủng hộ lão cha này nhưng đợi đến khi thu hồi ánh mắt mới phát hiện hàng đầu có ba cái túi dễ thấy trong đó có con gái cô đây cũng là nguyên nhân vì sao một giáo sư chính pháp nổi tiếng của hắn lại đột nhiên yêu cầu tới tư tu cho sinh viên học viện y hơn nữa làm cho hắn không nghĩ tới ngồi ở chính giữa không phải nữ nhi của hắn mà là một nam sinh bộ dạng rất đẹp trai hắn vốn cho rằng hậu chiếu bình của học viện bọn họ là nam sinh đẹp trai nhất trường học không nghĩ tới học viện y học bên này dĩ nhiên còn có học sinh có thể ở trên anh tuấn đẹp trai cùng hắn không phân cao thấp thậm chí còn từng có trong lòng mặc dù rất tò mò hắn vẫn là lập tức thu hồi suy nghĩ của mình cùng các bạn học chào hỏi hắn cũng không điểm danh trực tiếp bắt đầu tự giới thiệu sau đó liền bắt đầu khóa học hôm nay cao ngọc lương không mang sách giáo khoa đến trình độ này của hắn đều có thể tự mình biên soạn sách giáo khoa mang sách giáo khoa liền có vẻ rất giá cao ngọc lương đầu tiên là viết chữ cá nhân trên bảng đen hắn xoay người quét mắt nhìn mọi người một cái, dùng một loại ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói. Các học sinh, chúng ta tiết thứ nhất, trước tiên giảng người. Đầu tiên phải bắt đầu từ chữ người này. Trung Hoa chúng ta văn tự, là trên thế giới duy nhất một cái thanh, ý, hình tam hợp nhất văn tự. Mỗi một chữ đều có hàm nghĩa đặc biệt của hắn, thanh cùng hình ta cũng không nói nhiều, mọi người nhìn ra được, chúng ta hôm nay liền theo ý nói lên. Mọi người nhìn thấy, chữ người này, đỉnh đầu trời, chân đạp đất. Cứ như vậy, Cao Ngọc Lương mất nửa tiết học trình bày hàm nghĩa của con người. Sau đó mới dẫn đến tiết học đầu tiên, mục tiêu nhân sinh, ý nghĩa vân vân. Lý Hạo vừa nhìn, vừa nhanh chóng ghi chép. Hơn nữa nghe giảng thập phần nghiêm túc. Cao Khải Lan và Cao Phương Phương thấy anh như vậy, đều có chút ngượng ngùng. Nhất là Cao Phương Phương. Chính mình cha ruột ở phía trên giảng bài, nàng cho rằng mình ngồi hàng thứ nhất coi như là cho cha ruột mặt mũi. Không nghĩ tới có người so với nàng còn dũng mãnh hơn. Không biết còn tưởng rằng hắn mới là con ruột chứ. Cầu hoa tươi đánh giá vé tháng, cầu xin. Chương 4 Cao Ngọc Lương mời Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Bài học đầu tiên nhanh chóng kết thúc Lý Hạo ghi đầy trang đầu tiên Sau một tiết học, hắn thu hoạch rất nhiều khóa học của Cao Ngọc Lương cũng không khô khan, dùng rất nhiều điển cố, hơn nữa bản thân hắn cũng khôi hài hài hước, cực kỳ có mị lực cá nhân. Lý Hạo thầm than không hổ là giáo sư trâu bò nhất khoa chính pháp. Lời này nói chính là không giống nhau. Khó trách cuối cùng có thể ngồi vị trí cao như vậy. Sau khi Lý Hạo khép laptop lại, từ bên phải đi ra, đi về phía Cao Ngọc Lương. Ai ngờ Cao Ngọc Lương cũng từ bục giảng đi xuống, đi tới phía trước nữ sinh xinh đẹp bên cạnh Cao Khải Lan. Khóe miệng Lý Hạo khẽ giật, sớm biết vậy đã không đi ra. Lúc này, nữ sinh xinh đẹp kia tự hồ thấy được hắn muốn tìm Cao Ngọc Lương, vội vàng chỉ chỉ. Cao Ngọc Lương lúc này mới trở lại bục giảng, có chút tò mò nhìn Lý Hạo. Lý Hạo lập tức đi tới, xin chào, Cao Thư. Cao Lão Sư. Ha ha, có chuyện gì sao? Cao Ngọc Lương cười hiếp mắt nhìn Lý Hạo lúc đi học cậu có nhìn thấy lý hạo đang nghiêm túc ghi chép hơn nữa nghe được thập phần nhập thần dù là bọn họ chính pháp hệ bản chuyên ngành sinh viên cũng không có mấy người giống lý hạo như vậy nghiêm túc ngay cả con gái ruột của hắn cũng không có giống như lý hạo cao ngọc lương phi thường cao hứng rất có hảo cảm với nam sinh rất đẹp trai này lý hạo sau đó đem chuyện mình không phải sinh viên y học nói ra sau đó mời cao ngọc lương thêm tên mình vào danh sách học sinh môn này hắn cũng không cần trở về lớp cũ. Đối với một học sinh chăm chú nghe giảng bài của mình như vậy, Cao Ngọc Lương nghe xong vui vẻ đáp ứng. Sau khi thêm tên xong, Cao Ngọc Lương nhìn không được hỏi Lý Hạo. Ta xem ngươi rất thích tư chính môn này đấy, lúc ấy như thế nào không báo chúng ta chính pháp chuyên ngành. Lý Hạo gãi gãi đầu, hồi đáp. À, ta kỳ thật đối với chính trị cũng không có như vậy cảm thấy hứng thú, chỉ là cảm thấy Cao Lão Sư Ngài Khóa rất có ý tướng hơn nữa so với chính pháp tôi có thể thích lịch sử hơn một chút nghe được lý hạo chỉ là bởi vì thích khóa học của mình mới tới nghe trong lòng cao ngọc lương nhất thời dân lên một loại cảm giác vinh dự khi nghe lý hạo nói hắn thích lịch sử ánh mắt cao ngọc lương đột nhiên sáng lên mặc dù là giáo viên chính pháp hắn càng thích lịch sử hơn bình thường cũng mang theo tiết lịch sử lịch sử trung hoa chúng ta có nguồn gốc lâu đời như vậy ngươi thích đoạn lịch sử nào Cao Ngọc Lương hỏi xong, ánh mắt chăm chú nhìn Lý Hạo. Hắn thích nhất chính là lịch sử Triều Minh, nhất là lịch sử Triều Vạn Lịch Hoàng đế. Vạn Lịch 15 năm quyển sách này đều sắp bị hắn lật nát. Cho nên hắn rất hy vọng Lý Hạo có thể giống như hắn, cũng phi thường thích đoạn lịch sử này. Tôi thích nhất đoạn lịch sử này của Minh triều. Sau khi nghe được những lời này từ miệng Lý Hạo, Cao Ngọc Lương cao hứng không thôi. Hắn không nghĩ tới ở trường học này lại còn có tri âm ngoại trừ sinh viên khoa lịch sử sinh viên ngày nay không học sâu sắc về lịch sử ấn tượng của mọi người đối với lịch sử đại khái chỉ dừng lại ở biết triều đại nào một mặt là vấn đề sách giáo khoa dù sao lịch sử trung hoa dài như thế cũng không đến mức nhân vật triều đại nào cũng nói cho bạn một lần đại khái chính là để cho dân chúng bình thường có ấn tượng triều đại mà thôi thứ hai việc học lịch sử gần như không giúp ích gì cho công việc nên sinh viên ở bất cứ giai đoạn nào cũng không có hứng thú với lịch sử đặc biệt là sinh viên đại học hoặc là càng nhiều học sinh chỉ sùng bái tần hoàng hán vũ đường tông tống tổ loại nhân vật này lịch sử triều minh rất ít người biết cho nên cao ngọc lương thập phần cao hứng có người giống như hắn thích minh triều lý hạo không có nói dối hắn đúng là thích minh triều cao ngọc lương vốn còn muốn hỏi lý hạo thích nhân vật nào của minh triều nhất có thể chung lên lớp vang lên, hắn chỉ có thể từ bỏ. Lúc đi học, Lý Hạo vẫn tiếp tục ghi chép của mình. Cao Phương Phương nhìn Lý Hạo một người ngoài nghe cha ruột dạy đều đang ghi chép, trên mặt nàng cũng có chút không nhìn được. Lúc này lấy ra một quyển sổ tay giả vờ giả vịt cũng nhớ theo. Hai người thao tác một phen này, chính là khổ Cao Khải Lan ngồi ở giữa. Bởi vì nghĩ đến tiết học này xem sách ngoại khóa gì gì đó, cô đừng nói giấy bút ngay cả thư tư chính cũng không muốn mang theo. Hiện tại hai người một trái một phải đang ghi chép, chỉ có một mình cô ngồi, có vẻ cô rất khờ. Hơn nữa cô giáo cao này vẫn nhìn chầm chầm ba người bọn họ, Cao Khải Lan cảm giác như ngồi trên đống lửa. Cô chỉ có thể vỗ nhẹ Lý Hạo, ý bảo cô đưa cho mình một cây bút và một quyển sổ trống. Lý Hạo cũng không nói gì, một lần nữa lấy ra một tờ giấy, một cây bút đưa cho Cao Khải Lan, sau đó tiếp tục chăm chú nghe Cao Ngọc Lương dạy. Cao Khải Lan chỉ có thể đi theo Cao Phương Phương, làm bộ làm tịch ghi chép, vậy thật sự là xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Tiết học này đối với Cao Khải Lan mà nói quả thực là sống một ngày bằng một năm, thật vất vả chịu đựng tiếng chung tan học vang lên, cô rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tốt, các học sinh tan học. Cao Ngọc Lương nói xong, các học sinh top 5 top 3 đi ra khỏi phòng học. Học xong tiết này lớp bọn họ buổi sáng liền không có tiết, tất cả mọi người vội vàng trở về ăn cơm. Lý Hạo cũng không sốt ruột, hơn nữa Cao Ngọc Lương đang đi về phía hắn. Cao Ngọc Lương cười nói. Lý Hạo đồng học, tối mai có ta về Minh Triều lịch sử một hồi tọa đàm, người có hay không hứng thú tới nghe một chút? À, tôi có thể đi không? Lý Hạo hỏi. Cao Dục Lương là nhân vật nổi tiếng của khoa chính pháp Hán Đông thậm chí là Đại học Hán Đông, buổi tọa đàm khẳng định chật ních, hơn nửa vạn nhất có nhân vật lớn nào ở đây, khẳng định phải có tên thật. Cao Ngọc Lương nói tiếp. Đương nhiên có thể, ta sẽ nói trước với học sinh, cho ngươi cùng bạn gái ngươi lưu một chỗ ngồi, địa điểm ngay tại Bát Nhã Lâu 201, buổi tối 7 giờ. Được, thầy Cao. Em nhất định đến. Lý Hạo đắm chìm trong vui sướng, không ý thức được Cao Ngọc Lương lầm Cao Khải Lan là bạn gái của mình. Cao Khải Lan nghe nói như thế, mặt hơi đỏ lên, sau đó vội vàng giải thích. Thầy Cao, thầy hiểu lầm rồi, em không phải bạn gái anh ấy. a, à, xin lỗi, ta xem hai người các ngươi quan hệ rất tốt, liền tưởng rằng là loại quan hệ này. Bất quá nếu ngươi muốn đi cùng hắn cũng được, ta sẽ lưu vị trí cho ngươi. Cao Ngọc Lương ha hả cười, sau đó hướng về phía Cao Phương Phương cười gật đầu, đi ra phòng học. Cầu Hoa Tươi đánh giá vé tháng A, van cầu. Chương 5 Trần Hải cùng hầu hiện ra bằng phẳng chấn kinh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lý Hạo đang thu dọn sách của mình, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Cao Khải Lan và Cao Phương Phương cũng thu dọn đồ đạc. Lý Hạo và Cao Khải Lan cùng đi ra khỏi phòng học, vừa lúc đó, Cao Phương Phương đuổi theo. Tiểu Lan đồng học, Lý Hạo đồng học, xin chờ ta một chút. Lý Hạo và Cao Khải Lan nghe thấy giọng nói của Cao Phương Phương, dừng bước. Cao Phương Phương đuổi theo. Có chuyện gì sao, bạn học Cao? phương phương cao khải lan và cô không cùng phòng càng không có giao tình gì đại học chính là như vậy chỉ cần không phải cùng một phòng ngủ một lớp cũng sẽ không quen thuộc không giống như trường trung học mọi người hòa mình vào nhau bất quá danh tiếng của cao phương phương trong đám bạn học rất tốt ấn tượng của cao khải lan đối với cô cũng không tệ gọi thân mật một chút cũng không có gì à không có chuyện gì cao phương phương đi tới bên cạnh hai người Nhìn thoáng qua Lý Hạo, thậm chí có người so với cái kia hầu tịch bình sư huynh còn đẹp trai hơn nam nhân. Bạn học Lý Hạo, xin chào. Tôi tên là Cao Phương Phương. Cao Phương Phương lên tiếng chào hỏi, cô còn chưa từng nói chuyện với Lý Hạo. Xin chào, xin chào. Lý Hạo cũng chào hỏi cô. Sau đó con ngươi của hắn hơi co rụt lại, Cao Phương Phương. Đây không phải là tên của con gái Cao Ngọc Lương sao? Kết hợp với hành động kỳ quái vừa rồi của nữ sinh xinh đẹp này, Lý Hạo trong nháy mắt hiểu được, đây đại khái chính là con gái của Cao Ngọc Lương. Khó trách Cao Ngọc Lương muốn tới học tư tu của bọn họ, thì ra là thế. Hai người là tình nhân sao? Cao Phương Phương tò mò hỏi. Cô thường xuyên nhìn thấy hai người cả ngày như hình với bóng, không phải tình nhân còn có thể là cái gì? Không đúng không đúng. Lý Hạo khoát tay áo. Cao Khải Lan giải thích. Chúng ta chỉ là thường xuyên cùng đi gia sư mới quen biết. À, nguyên lai like là như vậy. Cao Phương Phương có chút tò mò hỏi. Ta nghe nói Lý Hạo đồng học là tâm lý học chuyên nghiệp sinh viên, làm sao sẽ đến học y? Lý Hạo cười cười. Bởi vì chúng ta thường xuyên tiếp xúc phạm tội, học y có thể giúp chúng ta hiểu rõ người bị hại, có lợi cho vụ án đẩy mạnh. Thì ra là như vậy những lời này của lý hạo khiến cao phương phương tràn ngập tò mò đối với anh và chuyên ngành của anh cô chớp chớp mắt nhìn lý hạo đột nhiên hỏi nghe nói bạn học lý hạo cậu đã từng giúp cảnh sát phá mấy vụ án lần sau cậu đi giúp cảnh sát điều tra vụ án có thể mang tôi theo không lý hạo lắc đầu chỉ sợ không nghe lúc điều tra ngoại trừ cảnh sát có liên quan những người khác không thể ở đây ồ cao phương phương có chút thất vọng thở dài sau đó cô lại hỏi một số câu chuyện về lý hạo điều tra án thoạt nhìn rất có hứng thú với chuyện này rất nhanh mấy người đi tới ký túc xá lý hạo và hai người bọn họ cũng chia tay chiều hôm sau sau khi học xong lý hạo liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị ăn cơm sau đó đi nghe cao ngọc lương tọa đàm trong căn tin lý hạo và cao khải lan mặt đối mặt ăn tối cậu thật sự không đi nghe giảng cùng tớ lý hạo nhìn cao khải lan hỏi hơn nữa tối hôm qua tôi thức đêm học thuộc lòng chỉ muốn đi ngủ được rồi lý hạo buông tay có chút tiếc nuối đi nghe buổi tọa đàm này ngay cả một người quen nói chuyện cũng không có lý hạo cảm giác có chút xấu hổ nhưng ngày hôm qua đã đáp ứng cao ngọc lương không đi cũng không tốt vừa lúc đó cao phương phương đột nhiên tới cô trực tiếp ngồi bên cạnh cao khải lan bởi vì hôm qua quen biết ba người bọn họ hôm nay cũng ngồi cạnh nhau khi nào thì hai người đi tọa đàm cao phương phương cười hỏi em ăn cơm xong về phòng ngủ đặt sách xong liền đi lý hạo trả lời nghe nói như thế cao phương phương nhìn thoáng qua cao khải lan tiểu lan đồng học ngươi không đi sao cao khải lan rất khách khí trả lời à tối hôm qua tôi học thuộc lòng quá muộn hôm nay mệt quá lát nữa phải về ngủ thật ngại quá bạn phương phương không thể nghe ba cậu giảng bài à không có việc gì không có việc gì ta cũng không đi ha 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 cao phương phương cười cười hả cậu cũng không đi lý hạo thở dài xem ra hôm nay chỉ có một mình hắn cao phương phương gật gật đầu ân ừ, ta cùng phòng ngủ đồng học sớm vài ngày hẹn đi ra ngoài ăn cơm kết quả ba ta hôm nay mới thông tri ta ta liền không đi tôi cũng không có hứng thú với lịch sử sau khi cơm nước xong Lý Hạo trở lại phòng ngủ đặt sách xuống, thay quần áo xong liền xuất phát. Rất nhanh hắn đi tới cửa lầu ba bát nhã lâu. Lúc lên lầu, Lý Hạo liền nhìn thấy rất nhiều người lục tục đi vào nơi này ở cửa, mục tiêu tự hồ đều chỉ có một. Lầu một lầu hai đại học Hán Đông là phòng học, lầu ba lầu bốn chính là nơi chuyên môn học diễn thuyết. Mà bát nhã lâu 303 chính là một trong những phòng học lớn nhất. Cho nên có thể làm được diễn thuyết trong phòng học này, tuyệt đối không phải là giáo sư bình thường rất rõ ràng cao ngọc lương không tầm thường lý hạo đi tới cửa quả nhiên trước cửa có học sinh đeo huy hiệu đang đăng ký cao ngọc lương là giáo sư nổi tiếng của đại học hán đông tọa đàm của hắn từ trước đến nay chật ních thậm chí thỉnh thoảng có một số đại nhân vật trong tỉnh cũng sẽ tới nghe giảng cái này càng thêm hấp dẫn học sinh trường học có mấy lần còn thiếu chút nữa lớn tiếng dẫm đạp sự cố học viện bất đắc dĩ chỉ có thể khống chế nhân số. Ngoại trừ học sinh lớp này, học sinh lớp khác hoặc là học viện đều là rút thăm tới. Nhưng với tư cách là học sinh được mời tới, Lý Hạo là người đầu tiên. Lý Hạo đi tới cửa, đột nhiên phát hiện cửa mang theo băng tay áo hai người một cái là Hầu Thiên Bình, một cái khác là Trần Hải. Chỉ là bọn họ bây giờ còn rất trẻ, chỉ bất quá mặt không thay đổi, vẫn rất dễ nhận ra hầu hy bình nhìn thấy người đàn ông này còn đẹp trai hơn mình cũng sửng sốt trần hải dẫn đầu mở miệng nói bạn học mời đưa ra một chút ngươi rút được ký lý hạo lúc này nói a à, là cao lão sư mời ta tới ta gọi là lý hạo hắn nói qua sẽ cho các ngươi chào hỏi a à, ngươi chính là lý hạo nghe được tên lý hạo hai người lộ ra bộ dáng rất kinh ngạc bởi vì ngay tại buổi sáng Cao Ngọc Lương cố ý dặn dò qua hai người bọn họ, nếu như một cái tên là Lý Hạo học sinh tới, trực tiếp thả hắn đi vào, hơn nữa muốn đem vị trí của hắn an bài ở tội phía trước. Điều này làm cho Hầu Lượng Bình và Trần Hải là môn sinh đắc ý của Cao Ngọc Lương vô cùng tò mò đối với Lý Hạo. Bởi vì Cao Ngọc Lương rất ít để ý một học sinh như vậy. Và có vẻ như giáo viên của họ rất thích người đàn ông này. Cầu Hoa tươi đánh giá vé tháng, cầu xin. Chương 6 Chung hiểu ngại chấn kinh, lần nữa gặp phải. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tôi là Lý Hạo, không sai, đây là thẻ học sinh của tôi. Lý Hạo cho rằng hai người là muốn tra một chút giấy chứng nhận gì đó, vì thế đem giấy chứng nhận học sinh của mình đưa cho bọn họ. Hầu Thiên Bình tiếp nhận thẻ học sinh nhìn một chút xác định là cái tên này không sai, Trần Hải lúc này nói. Cái kia, ngươi ngồi ở hàng thứ hai hướng trái đến vị trí thứ bảy. À, được, cảm ơn. Lý Hạo nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi vào phòng học. Hiện tại trong phòng học ngồi đầy người, đủ để thấy Cao Ngọc Lương nhân khí là có bao nhiêu khoa trương. Tất cả mọi người nhỏ giọng trò chuyện, Lý Hạo vừa vào phòng học, không ít ánh mắt lập tức tụ tập lại. Nhất là nữ sinh chiếm đa số. Nguyên nhân không có hắn, nam nhân tiến vào này thật sự quá đẹp trai. Bọn họ vốn tưởng rằng Hầu Thiên Bình đã là đại soái ca số một học viện bọn họ không nghĩ tới lại có người dung mạo tốt hơn hắn người này sao chưa từng gặp qua hai người biết nhau sao không phải lớp chúng ta chứ quách hạo là lớp ba của các ngươi sao không phải a chúng ta ban ba bà không có người này là ban hai đi lớp hai chúng ta cũng không có người này một lớp cũng không có a hẳn là không phải chúng ta học viện đấy lên công cộng khóa thời điểm cũng chưa thấy qua không phải học viện chúng ta làm sao có thể tới nơi này chẳng lẽ là trường học lão sư hại tử có thể là con của lãnh đạo nào đó các bạn học trên khán đài xì xào bàn tán về lai lịch của lý hạo thông thường hàng ghế đầu tiên đều là một số lãnh đạo hoặc giáo viên trong trường sau khi lý hạo đi vào nhẹ nhàng nhìn lướt qua ngồi hàng thứ nhất quả nhiên là mấy lão nhân lớn tuổi đeo kính dây bất quá cũng không phải tất cả đều là tại mấy cái lão giáo sư ở giữa vị trí, vậy mà ngồi một cái thoạt nhìn 34 năm nữ nhân xinh đẹp. Lý Hạo nhìn thoáng qua nữ nhân xinh đẹp này, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra. Lý Hạo cũng không nhìn nhiều, đi thẳng đến hàng thứ hai, sau đó chậm rãi đi vào trong, dựa theo vị trí Trần Hải nói cho hắn đi đến. Lúc sắp đến chỗ ngồi của mình, Lý Hạo bỗng nhiên phát hiện bên cạnh chỗ ngồi của mình lại có một người rất quen thuộc là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, rất xinh đẹp, rất có khí chất. Chính là Chung Hiểu Ái. Mà bên cạnh cô, bên cạnh chỗ ngồi của mình, ngồi một người phụ nữ xinh đẹp thoạt nhìn lớn hơn cô vài tuổi. Nữ nhân xinh đẹp này ăn mặc ngay ngắn, thoạt nhìn hơi có chút bảo thủ, cảm giác giống như là loại tiểu thư khuê các phương Nam bị gia giáo nghiêm khắc. Là ngươi. Trung Hiểu Ngãi đang nói chuyện phím với cô gái xinh đẹp bên cạnh nhìn thấy Lý Hạo, kinh ngạc chỉ vào anh lý hạo cười cùng trung hiểu ngãi chào hỏi là trung hiểu ngãi bạn học xin chào cô gái xinh đẹp bên cạnh trung hiểu ngãi nhìn lý hạo một cái có chút kinh ngạc cậu bé này lại đẹp trai như vậy càng kinh ngạc vì sao trung hiểu ngãi lại quen biết hắn sao anh lại tới đây trung hiểu ngãi nhìn lý hạo vô cùng nghi hoặc hỏi lý hạo cười cười đến nghe thầy cao giảng bài đi trung hiểu ngãi có chút ngoài ý muốn nói ngươi cũng là học viện chúng ta, ta như thế nào cho tới bây giờ chưa từng gặp qua ngươi. Lý Hạo giải thích nói. Không phải, là cao lão sư mời ta tới, hắn học kỳ này mang lớp chúng ta từ chính khóa. Thầy cao mời. Nghe được câu trả lời này, không chỉ là chung hiểu ngãi, ngay cả nữ nhân xinh đẹp bên cạnh cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Diễn thuyết của Cao Ngọc Lương từ trước đến nay là một tòa khó cầu, cho dù là lão sư giáo sư của học viện cũng đều chủ động đến đây mà bản thân hắn rất ít khi mời người chớ nói chi là mời một học sinh chung hiểu ngải có chút không tin nói ngươi sẽ không là đang đùa ta đi ngươi nhất định là cái nào đó lão sư hài tử lý hạo có chút bất đắc dĩ tiếp tục giải thích thật không phải ta là tại lâm sàng y học viện trên lớp học gặp được cao lão sư chung hiểu ngải bên cạnh xinh đẹp nữ nhân nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng ngời ngươi là y học viện nha ta là cùng nàng học chung một lớp bất quá ta không phải y học viện ta là tâm lý học chuyên ngành sinh viên nghe được câu trả lời này chung hiểu ngải cùng người phụ nữ xinh đẹp này lộ ra vẻ mặt mê hoặc sinh viên chuyên ngành tâm lý học đi học viện y học sau đó được cao ngọc lương mời tới nghe giảng đây là cái quỷ gì lý hạo giải thích một chút về sau liền ngồi ở cái kia xinh đẹp nữ nhân bên cạnh thuộc về mình vị trí trên chung hiểu ngải nhìn thấy lý hạo ngồi đằng kia nhướng mày Lúc này nhắc nhở nói Ngươi như thế nào ngồi vị trí này? Lý Hạo hồi đáp Trần Hải nói cho ta, đây là ta vị trí A Trung Hiểu ngại nháy mắt mở to mắt À, ngươi chính là người mà Hầu Tịch Bình Trần Hải nói Trước đó không lâu lúc bố trí ba hàng ghế đầu Hầu Thiên Bình Trần Hải đã nói với nàng muốn lưu lại một vị trí ở gần chính giữa Nàng lúc ấy hỏi một chút Hai người chỉ nói là cao lão sư yêu cầu nghe nói là hắn mời người ngay từ đầu cô còn tưởng rằng là con của lãnh đạo gì gì đó không nghĩ tới dĩ nhiên là chắc là tôi lý hạo cười trả lời hắn phát hiện chính mình phía trước chính là ngồi ở một đám lão giáo sư trung nữ nhân xinh đẹp ngồi ở hàng thứ nhất tất nhiên là giáo viên hoặc lãnh đạo mà có thể bị vây quanh ở một đám lão giáo sư nói rõ nữ nhân này thân phận tuyệt đối không phải bình thường lão sư đơn giản như vậy rất có thể là con cái của một nhân vật lớn nào đó hoặc là trên người có chức vị trọng yếu gì đó nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô trong đầu lý hạo đột nhiên hiện lên một tia linh quan lương lộ nữ nhân này nhất định chính là lương lộ thân là nữ nhi của hán đông tam thủ nàng ngồi ở chỗ này là hợp tình hợp lý hiện tại cô so với trong phim truyền hình trẻ tuổi xinh đẹp hơn rất nhiều cho nên lúc mới bắt đầu nhìn thấy chính mình không kịp phản ứng lúc này lương lộ cũng lợi dụng dư quan liếc lý hạo một cái lúc lý hạo đi vào cô nhìn về phía cửa nam sinh đẹp trai như vậy tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của cô cô mang theo toàn bộ khóa học lịch sử của khoa chính pháp nam sinh này cô không có ấn tượng nghĩ đến không phải chuyên ngành này dư quan lương lộ vừa vặn có thể nhìn thấy lý hạo lại vừa vặn chống lại người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh chung tiểu ngãi hai người liếc nhau đều mất tự nhiên quay đầu đi vẻ mặt thoạt nhìn đều rất không thoải mái. Cầu hoa tươi đánh giá vé tháng A, cầu xin vé tháng A. Chương 7 Trương cư chính cùng Hải Thụy, ai vĩ đại? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hai người sở dĩ xấu hổ là bởi vì lương lộ đang theo đuổi bạn trai của cô, kỳ đồng vĩ. Mà người phụ nữ xinh đẹp này chính là Trần Dương. Để giảm bớt xấu hổ, Trần Dương tới gần chung hiểu ngãi, nhỏ giọng hỏi. Đúng rồi, tiểu ngãi, em và nam sinh đẹp trai này quen nhau như thế nào? Chung hiểu ngãi giải thích. À, có một lần ta ở căng tin không cẩn thận đem cơm của hắn cho đụng không có, sau đó lúc ăn cơm gặp qua hai lần, nói qua mấy câu. Trần Dương nhẹ nhàng gật đầu. À, nguyên lai like là như vậy, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cùng phương phương một lớp. Chung hiểu ngãi lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, Cao Phương Phương cũng chưa từng nói với chúng ta cái này, hôm nào ngươi hỏi nàng một chút. Nhắc tới Cao Phương Phương, chung hiểu ngại có chút không tự nhiên. Bởi vì hai người bọn họ đều có hảo cảm với Hầu Phơi Bình, cho nên quan hệ cũng không tốt như vậy. Không giống như Trần Dương, Trần Dương giống như một người chị lớn ấm áp. Đối với tất cả bọn họ đều rất tốt, bọn họ đều rất kính trọng Trần Dương. Trần Dương nghe vậy sửng sốt. Hôm nào? hôm nay cô ấy không đến sao ba cô ấy diễn thuyết kìa không biết lượng bình nói cô ấy không đến muốn học lớp với ký túc xá hai người vừa dứt lời phòng học đột nhiên yên tĩnh lại ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cửa phòng học là cao ngọc lương tới hầu thiên bình và trần hải đóng cửa lại cũng đi tới thính phòng phía dưới hầu hy bình lập tức đi tới vị trí bên cạnh chung hiểu ngải ngồi xuống mà trần hải ngồi xuống bên cạnh hầu hoang bình mấy người bọn họ đều ở gần vị trí chính giữa cao ngọc lương đi tới bục giảng đầu tiên nhìn lướt qua dưới đài ở vị trí chính giữa hắn liếc mắt một cái liền chú ý tới lý hạo dù sao hàng ghế hắn ngồi kia tất cả đều là môn sinh đắc ý của hắn phần lớn cũng đều là trai đẹp gái đẹp thấy lý hạo đến cao ngọc lương có vẻ rất cao hứng hắn nhìn mọi người mở miệng nói Hoan nghênh các vị đến nghe ta diễn thuyết. Hôm nay ta muốn diễn thuyết nội dung chỉ có một, Minh triều vạn lịch thời đại cùng với thời đại này nổi tiếng nhất một ít nhân vật. Đầu tiên, nhắc tới thời đại này, tất nhiên phải nhắc tới nhân vật nổi danh nhất thời đại này, Hải Thụy. Kế tiếp, Cao Ngọc Lương mất hơn 10 phút giới thiệu xong cuộc đời Hải Thụy. Thuận tiện thông qua hắn giới thiệu gia tỉnh hoàng đế, Từ giai, Trương Cư Chính, cao cũng cùng một đám nhân vật. Đúng rồi, còn có người sáng lập tâm học được xưng là thánh nhân vương dương minh cao ngọc lương sau khi giới thiệu xong nhìn lướt qua mọi người cười hỏi sau khi nghe xong không biết mọi người đối với hải thụy cùng với những nhân vật lịch sử này có đánh giá gì giơ tay trả lời cao ngọc lương vừa dứt lời phía dưới đã có bạn học giơ tay đoạt đáp cao ngọc lương tùy tiện chỉ một bạn học bạn học kia đứng lên liền nói hải thụy công chính liêm khiết vô tư kính dân là toàn bộ minh triều vĩ đại nhất quan viên không thẹn với hải thanh thiên chi danh cao cũng trương cư chính đám người dùng hắn sau lại chèn ép hắn không thể nghi ngờ là bọn họ cả đời lớn nhất sai lầm ừ không sai nữ đồng học kia vừa nói cao ngọc lương lại chỉ chỉ một nữ sinh khác nữ sinh sau khi đứng lên đầu tiên là phản bác một chút bạn học trước ta cảm thấy cái trước đồng học quá phóng đại hải thụy tuy rằng thanh liêm lại thanh liêm quá mức thậm chí có thể nói là có chút cổ hủ. Hắn đối với Minh triều lịch sử cũng không có cống hiến quá lớn, xa xa không bằng dứt khoát tiến hành cải cách cao cũng trương cư chính đám người. Muốn nói Minh triều vĩ đại nhất quan viên, ta cảm thấy có chút nói quá sự thật. Toàn bộ Minh triều vĩ đại nhất quan viên, không ai qua được Trương Cư Chính vì thiên hạ vạn dân, lớn mật cải cách. Nữ sinh này rõ ràng là fan của Trương Cư Chính, nhắc tới Trương Cư Chính, vẻ mặt tự hào nữ sinh vừa dứt lời người giơ tay phía dưới nhất thời nhiều lên mọi người hiển nhiên rất muốn phản bác nữ sinh cao ngọc lương tùy tiện chỉ vào một nam sinh nam sinh kia đứng lên liền phản bác cái này chưa chắc đi trương cư chính sau khi chết không lâu đã bị vạn lịch hoàng đế cho thanh toán hắn nếu là vĩ đại vì sao lại rơi xuống loại tình trạng này phản quan hải thụy tiên sinh vì hắn đưa tan đội ngũ kéo dài trăm dặm công đạo tự tại dân tâm bên nào mạnh bên nào yếu vừa nhìn liền biết hải thụy là bởi vì có người thưởng thức mới đi đến vị trí kia trương cư chính là dựa vào chính mình mới thành công bên nào mạnh bên nào yếu vừa xem hiểu ngay hơn nữa từ giai rõ ràng ở trước mặt gia tỉnh cứu hắn một mạng hắn lại lấy oán trả ân hại từ giai hành động này của hải thụy không thể nghi ngờ là một vết nhơ lớn của hắn trương cư chính vì quyền lợi bài trừ đối lập đánh chết học sinh của mình người như vậy làm sao có thể cùng Hải Thụy tiên sinh bàn luận trước? Vốn là đánh giá nhằm vào Hải Thụy, thoáng cái bị lệch lạc, biến thành tranh luận Hải Thụy cùng trương cư chính ai vĩ đại hơn. Nhìn mọi người cãi nhau túi bụi, Lý Hạo không khỏi tán thưởng khó trách quan văn trong lịch sử đều có thể ầm ĩ như vậy. Nhìn những sinh viên khoa chính pháp này là biết. Sau đó đám người Hầu Thiên Bình Trần Hải cũng nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình. Hầu Thiên Bình và Trần Hải tương đối khách quan, cho rằng hai người không thể so sánh như vậy mỗi người một vẻ nhất là hầu phơi bình hắn là nói như vậy hải thụy có hắn vĩ đại thành chính liêm khiết thà gãy không công nhưng ở thời đại kia hắn nhưng chỉ thích hợp làm cơ sở cái này đối với dân chúng mà nói là cái chuyện tốt cao thêm chút nữa thì không được sẽ không làm được trương cư chính không hề nghi ngờ là đại minh lợi hại nhất thủ phụ cải cách việc kinh thiên động địa nhưng là hắn lại quá bá đạo quá lấy mình làm trung tâm dẫn đến sau đó bi kịch chỉ có thể nói hắn là một người rất lợi hại lại không hoàn mỹ như các bạn học nói có thể so với hắn tôi thích Hải Thụy Tiên sinh hơn nhưng là muốn nói năng lực toàn bộ Đại Minh hẳn là không có so với Trương Cư chính mạnh hơn một phen kiến giải độc đáo này nhất thời giành được tiếng vỗ tay của các học sinh trong phòng học ngay cả Cao Ngọc Lương cũng gật đầu tán thành không hổ là học sinh hắn thích nhất lý hạo nghe được kiến giải này của hầu hy bình tuy rằng không phải hoàn toàn đồng ý nhưng cảm thấy rất đặc sắc dù sao thời đại này mọi người nhìn sự tình không đen thì trắng trong mắt mọi người chỉ có người tốt người xấu hầu phơi bình có thể có cái nhìn này là thật không dễ khó trách lại có nhiều nữ sinh mê hắn như vậy cao ngọc lương ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào lý hạo trên người hắn ngược lại là phi thường tò mò cái này học sinh hội có như thế nào kiến giải Cầu hoa tươi đánh giá vé tháng, cầu xin. Chương 8 Đại Minh không thể không có trương cư chính, lịch sử lại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong tiếng vỗ tay của các bạn học, khóe miệng hầu thiên bình khẽ nhếch lên. Hắn biết những lời này của mình tất nhiên sẽ có kết quả như vậy. Dù sao hắn cũng làm không ít bài tập. Văn, lầm lẫn, giả dối. Ha ha, cảm ơn khích lệ nghe được chung hiểu ngãi khích lệ, hầu phơi bình phi thường cao hứng. Toàn bộ thầy trò khoa chính pháp đều biết, bối cảnh gia đình chung hiểu ngãi tựa hồ không tầm thường, chỉ là mọi người không biết cô rốt cuộc bối cảnh gì. Có thể được nàng tán thưởng, là một chuyện khiến người ta cao hứng. Hơn nữa bản thân cô cũng vô cùng xinh đẹp, cho nên rất nhiều nam sinh trong lớp đều rất thích cô, cũng đang theo đuổi cô. Hắn cảm giác được chung hiểu ngại đối với mình có chút hảo cảm, Bất quá hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất lầm thì làm sao bây giờ? Hơn nữa con gái của thầy Cao, Cao Phương Phương đối xử với mình cũng không tệ, bộ dạng cũng xinh đẹp. Được hai nữ hài tử ưu tú xinh đẹp như thế ưa thích, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, cũng rất khó lựa chọn. Lúc này không ít bạn học chú ý tới Cao Ngọc Lương tự hồ đang nhìn một chỗ nào đó. Hầu Thiên Bình cũng chú ý tới ánh mắt của Cao Ngọc Lương tự hồ đang nhìn chăm chú vào một người người kia chính là lý hạo ngồi cách đó không xa lý hạo ngẩng đầu vừa lúc thấy cao ngọc lương đang cười hiếp mắt nhìn mình cao ngọc lương mở miệng nói lý hạo đồng học nghe các đồng học nhiều như vậy cái nhìn không biết đối với hai nhân vật này ngươi có cái gì lý giải sau khi biết lý hạo cũng thích lịch sử minh triều như mình cao ngọc lương liền muốn nghe suy nghĩ của lý hạo như thế nào trong phòng học mọi người thấy giáo sư cao chủ động đi hỏi một học sinh đều có chút kinh ngạc người này đến tột cùng thần thánh phương nào lương lộ cũng nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn lý hạo một cái trong lòng cô cũng rất tò mò nam sinh đẹp trai rối tình rối mù này đến tột cùng có chỗ nào hơn người lý hạo thấy bí thư cao điểm danh mình lập tức đứng lên hắn chậm rãi mở miệng nói ta cho rằng hải thụy tiên sinh là người đáng yêu nhất thời đại đó lý hạo vừa dứt lời trong phòng học bỗng nhiên bộc phát ra một trận tiếng cười bọn họ có nói hải thụy làm người chính trực thanh chính liêm khiết chí công vô tư khen hắn là thánh nhân có người nói hải thụy cổ hủ không thay đổi ngu trung không hiểu biến báo thậm chí hạ thấp hắn nhưng lại chưa từng nghĩ tới dùng từ đáng yêu để hình dung hải thụy cái từ này cùng hắn bắn đại bác cũng không tới cao ngọc lương nghe được câu trả lời này ngược lại không cười chẳng qua cũng cảm thấy có chút hoang đường sao có thể dùng một từ như vậy để hình dung hải thụy hắn có chút tò mò hỏi. Tại sao lại nói như vậy? Lý Hạo cũng không bị tiếng cười khác ảnh hưởng, mà chậm rãi nói. Ở cái kia một mảnh ô trọc hắc ám thời đại, cho dù là trương cư chính lợi hại như vậy người đều phải dùng một ít không vẽ vang thủ đoạn đến bảo toàn chính mình. Với những bộ trưởng giỏi sử dụng âm mưu, chẳng lẽ ngài hai ơ không đáng yêu sao? Vừa rồi cao lão sư liệt kê một cái ví dụ, hải thụy đến kinh thành sau đó liền viết một phong tấu chương cho gia tĩnh đế sau đó bị nhốt lại tại gia tĩnh hoàng đế sau khi chết hải thụy tiên sinh dĩ nhiên xưng là toàn bộ đại minh triều nguyện ý vì gia tĩnh hoàng đế khóc người khi chúng ta còn nhỏ vì phạm sai lầm mà bị cha mẹ trừng phạt nhưng chưa từng ghi hận cha mẹ mình hải thụy tiên sinh giống như chúng ta khi còn bé thật sự coi gia tĩnh hoàng đế là phụ thân của mình chẳng lẽ hải thụy tiên sinh như vậy không đáng yêu sao rất nhiều bạn học coi đây là chứng cứ cho sự ngu trung của anh hải thụy ta không cho là như vậy ta hoàn toàn cho rằng đây chính là có thể thể hiện hải thụy tiên sinh hồn nhiên nhân tính điểm sáng điều này chứng minh hắn thanh chính liêm khiết chính trực vô tư không phải giả bộ hắn thật sự là người như vậy hải thụy tiên sinh không thẹn với thanh thiên chi danh lý hạo vừa nói xong cả phòng họp lập tức yên tĩnh lại mọi người đã không còn cười nữa bởi vì bọn họ ý thức được bạn học năm lớn lên rất đẹp trai này, tự hồ không phải đến để khôi hài. Lý do hắn nói là bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy, hơn nữa không thể phản bác. Nhất là ví dụ Hải Thụy tiên sinh khóc gia tỉnh này, tất cả mọi người mù quáng cho rằng đó là chứng minh Hải Thụy ngu trung. Nhưng được Lý Hạo nhất nhắc nhở, hình như không phải như vậy. Thử hỏi nếu Hải Thụy tiên sinh không khóc như vậy, mà là cười lạnh, Hắn vẫn là Hải Thụy Trung Quân yêu nước kia sao? Điểm này cần phải còn nghi ngờ. Chỉ sợ ngài Hải Thụy cũng sẽ không được người tôn kính như vậy. Lúc trước bởi vì chuyện này đối với Hải Thụy có cái nhìn bạn học, cũng đều tiêu một chút khúc mắt cuối cùng này. Cao Ngọc Lương cũng không nghĩ tới điểm này, có chút khiếp sợ nhìn Lý Hạo Về phần trương cư chính, quan điểm của tôi và các bạn học cũng không giống nhau lắm. Hắn thời niên thiếu gặp qua quá nhiều nhân gian khó khăn vì thế hắn thề muốn làm cho Đại Minh Triều các dân chúng không hề bị bóc lột, không hề chịu đói chịu lạnh, muốn Đại Minh Triều ngày càng cường đại. Bởi vậy hắn ông quyền, bài trừ đối kỹ, dùng rất nhiều không vẽ vang thủ đoạn, nhưng những thứ này đều là vì tốt hơn thực hiện khát vọng của mình. Hắn không phải người tốt, cũng không phải người xấu, mà là một người có lý tưởng, có lương tâm. Vương Triều Đại Minh chỉ có một người này. Cuối cùng, đối với hai vị thiên cổ lưu danh người này ta có một cái nhìn tương đối đúng trọng tâm vương triều đại minh không thể không có trương cư chính mà toàn bộ lịch sử long quốc lại không thể không có hải thụy lý hạo vừa nói xong trong phòng học lại yên tĩnh châm cứu có thể nghe thấy chẳng qua chỉ im lặng trong nháy mắt sau đó lương lộ phía trước lý hạo bỗng nhiên đứng lên hắn xoay người khiếp sợ nhìn lý hạo sau đó đột nhiên vỗ tay cho lý hạo những người khác thấy thế, cũng tất cả đều đứng lên, điên cuồng vỗ tay. Trong phòng học nhất thời bộc phát tiếng vỗ tay mãnh liệt như sấm sét. Ngay cả Cao Ngọc Lương cũng không nhịn được nâng hai tay của mình lên vỗ vỗ. Tổng kết cuối cùng của Lý Hạo, quả thực là điểm nhấn. Trương Cư Chính tất nhiên là ngôi sao lấp lánh nhất trong quan trường Vương Triều Đại Minh. Nhưng tinh thần của Hải Thụy lại vĩnh tồn. Hơn nữa không người không biết không người không hiểu, cổ kim thiên hạ, từ quan trường đến bình dân, không ai không coi tinh thần của hắn là tấm gương. Đại minh không thể không có trương cư chính, lịch sử lại không thể không có hải thụy. Loại lời này quả thực có thể viết vào sách giáo khoa. Cầu hoa tươi đánh giá vé tháng A, vé tháng đến một chút đi, cầu xin. Chương 9 Diễm đề chính trị và pháp luật hệ tất cả học sinh, lương lộ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đợi tiếng vỗ tay dần dần lắng xuống, cao ngọc lương mới chậm rãi mở miệng bạn học lý hạo nói rất hay gặp phải vấn đề chúng ta nhất định phải nghĩ nhiều nhìn nhiều không nên dừng lại ở đại chúng góc độ nhất là chúng ta chuyên nghiệp sinh viên sớm hơn khách quan đi đối mặt những vấn đề này cao ngọc lương tiếp theo nói một đống lớn sau đó lại hỏi rất nhiều vấn đề khác bất quá cả tiết học ánh mắt của hắn phần lớn tập trung ở lý hạo trên người vẫn hỏi hắn một ít vấn đề mà quan điểm Lý Hạo đưa ra cũng luôn bất đồng, kiến giải cũng rất đặc sắc. Ví dụ như Cao Ngọc Lương lại hỏi mọi người Hồ Tông Hiến là người như thế nào? Mọi người trả lời đều rất thống nhất, gian thần có năng lực. Nói lý do gian thần của hắn rất đơn giản, hắn hao hết tâm tư, dùng hết khí lực, đầu nhập vào gian đảng nghiêm tung, nịnh hót su nịnh, nịnh nọt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hắn ruồng bỏ minh ước, giết chết tự hải, diệt trừ ung trực, đưa hưu trắng ra, nhiều lần báo điềm lành bất quá lý hạo đưa ra kiến giải không giống với mình hồ tông hiến làm những thứ này chẳng qua là bởi vì triều kịch hắc ám hắn muốn thực hiện lý tưởng của mình vì cứu vớt vạn dân bình ổn oa loạn không hơn tuy rằng đám người hầu thiên bình có thanh âm phản đối bất quá rất nhanh bị ví dụ của lý hạo cử đè xuống những sinh viên học viện chính pháp này về mặt tư tưởng và tranh luận hoàn toàn không phải là đối thủ của lý hạo cho dù là hầu thiên bình chung hiểu ngải loại tư tưởng cảnh giới này rất cao đều bị lý hạo áp một đầu ba giờ sau buổi tọa đàm này rốt cục kết thúc trên bục giảng cao ngọc lương tươi cười đầy mặt buổi tọa đàm hôm nay không hề nghi ngờ phi thường thành công là lần thành công nhất trong mấy năm gần đây của hắn bình thường loại tọa đàm này tất cả mọi người đều hướng về phía danh tiếng của hắn mà nghe một chút chỉ có hầu phơi bình trần hải chung hiểu ngãi và mấy môn sinh đắc ý sẽ nghiêm túc nghe giảng hơn nữa còn tiếp lời hắn cao ngọc lương cảm giác nói một chút cũng không đã nghiêng bất quá hôm nay không giống nhau trên chỗ ngồi các học sinh sau khi nghe được lý hạo kiến giải nhao nhao tham dự cùng hắn tranh luận bên trong càng làm người ta không nghĩ tới chính là sinh viên không phải chuyên ngành này của hắn lại diễm áp tất cả sinh viên khoa chính pháp chính là môn sinh đắc ý hầu phơi bình của hắn đám người chung hiểu ngải cũng không phải đối thủ của Lý Hạo, tiểu tử này quả thực chính là thánh thể chính pháp trời sinh. Cao Ngọc Lương nhất thời động ý muốn đem sinh viên này đạo đến khoa chính pháp. Tốt, buổi tòa đàm hôm nay đến đây rồi, các vị tự mình rời đi đi. Cao Ngọc Lương nói xong, các bạn học đều không có lập tức rời đi, mà là súng lại đến Lý Hạo bên này. Bạn Lý Hạo, bạn học khoa nào vậy? Sao tôi không ở khoa chính pháp? cuối tuần cùng nhau ăn một bữa cơm nhé, tớ muốn thảo luận với cậu về trương cư chính này. Bạn học số mấy, cậu có bạn gái chưa? Các sinh viên khoa chính pháp súng lại hỏi Lý Hạo không ngừng. Lý Hạo nhìn thoáng qua chung quanh bị vây chật như nêm cối, xem ra không trả lời một chút vấn đề là đi không được. Tôi là chuyên ngành tâm lý học, cuối tuần phải dạy kèm thật ngại quá, là một sinh viên nghèo, không yêu đương. Sau khi nhận được câu trả lời, Lý Hạo vẫn không rời đi khoa chính pháp nữ đồng học là nhiều nhất rất nhiều nữ đồng học vây quanh hắn bá bá hỏi không ngừng trong ánh mắt các nàng nhìn lý hạo tràn ngập sùng bái cùng cùng nhiệt hầu phơi bình thấy thế trên mặt có chút mất tự nhiên những này chính pháp hệ nữ đồng học bình thường đều là sùng bái hắn không nghĩ tới lúc này mới lên một tiếc tất cả mọi người đều bị lý hạo cho hấp dẫn đi qua chung hiểu ngải lúc này cũng tạm thời quên hầu phơi bình ở bên cạnh cô có chút tò mò chăm chú nghe lý hạo trả lời vấn đề cô cũng bị lý hạo gợi lên lòng hiếu kỳ chẳng qua không tiện mở miệng khi nghe lý hạo vẫn chưa có bạn gái cô có chút bất ngờ cô vốn cho rằng nữ sinh xinh đẹp đi theo lý hạo ngày đó là bạn gái anh thì ra không phải điều này làm cho trong lòng chung hiểu ngãi không khỏi sinh ra một tia mừng thầm trong lòng có ý nghĩ này không chỉ có lý hạo còn có một người đó chính là lương lộ lúc nghe lý hạo còn độc thân trong lòng cô không khỏi giật mình một cái Lý Hạo này thoạt nhìn so với Kỳ Đồng vĩ ưu tú hơn nhiều. Nếu như Lý Hạo có thể ở cùng một chỗ với cô, như vậy sẽ không còn ai dùng ánh mắt khác thường nhìn cô nữa. Nói cô không có người ưu tú muốn. Chẳng qua Lý Hạo còn quá nhỏ, thoạt nhìn mới 18-19 tuổi. Nếu theo đuổi hắn, sợ là bị mắng chết. Kỳ Đồng vĩ chỉ nhỏ hơn mình 10 tuổi, hơn nữa ý chí cũng không kiên định như vậy, tỷ lệ thành công cao hơn một chút không biết Lý Hạo người này thế nào, có phải là loại người ham vinh hoa phú quý, ý chí không kiên định. Ngay khi bạn học Lý Hạo bị một đám bạn học nữ vây quanh không có cách nào thoát thân, Cao Ngọc Lương mở miệng. "Được rồi, các học sinh, các ngươi mau trở về, ta có chút chuyện muốn cùng Lý Hạo đồng học thương lượng." Nghe được Cao Ngọc Lương mở miệng, đám nữ sinh này mới dần dần tản ra, bất quá các nàng đã hỏi tới chuyên ngành và chỗ ở của Lý Hạo. Về sau muốn tìm hắn cũng rất dễ dàng. Lý Hạo nhìn mọi người dần dần tản ra, thở phào nhẹ nhõm. Nghe được Cao Ngọc Lương muốn nói chuyện với mình, hắn liền chuẩn bị đi bục giảng. Lúc đi ngang qua Chung Hiểu Ngải, Lý Hạo giơ tay lên chào hỏi cô. Chung Hiểu Ngải cũng cười phất tay đáp lại. Toàn bộ phòng học học sinh, Lý Hạo liền một mình cùng nàng mỉm cười chào hỏi, nàng vẫn là có chút đắc ý. Dù sao Lý Hạo thật sự quá đẹp trai không chỉ là đẹp trai, cuộc tranh luận vừa rồi có thể nhìn ra, hắn rất có tài hoa. Lý Hạo đi tới bục giảng bên này, Cao Ngọc Lương cười nói đùa. "Hảo tiểu tử, rất lợi hại nha, vừa tới liền đem chúng ta chính pháp hệ nữ đồng học mê đến thần hồn điên đảo." Lý Hạo cười trả lời. "Cao lão sư quá khen, ngài mới là thật được hoan nghênh, ta lên đại học sau tham gia không ít tọa đàm, nhưng là chưa từng thấy qua giống hôm nay như vậy không còn chỗ ngồi." nghe được lý hạo khen ngợi cao ngọc lương cũng nhìn không được cười ha ha sau đó hắn nói không nghĩ tới ngươi vậy mà đối với lịch sử như vậy có cái nhìn cùng nghiên cứu của mình hôm nay thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt đáng tiếc hôm nay người yêu ta ngô lão sư có việc không có tới nếu không nhất định phải bắt được ngươi cùng ngươi hảo hảo trò chuyện một chút cao ngọc lương có chút tiếc hận ngô lão sư là giáo viên lịch sử hơn nữa cũng giống như hắn cũng yêu thích minh sử hắn rất muốn nhìn xem, nếu ngô lão sư nghe được lời nói này của Lý Hạo, trên mặt sẽ đặc sắc như thế nào. Cầu hoa tươi đánh giá vé tháng, cầu xin. Chương 10 Cao Ngọc Chồng hiền lành phụ chấn kinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Người yêu hiện tại của Cao Ngọc Lương là Ngô Lão Sư, Lý Hạo đương nhiên biết. So với Lương Lộ, cô giáo Ngô mới là nhân vật nổi tiếng trong khoa lịch sử mới vừa lên làm giáo sư không lâu đã là chủ nhiệm khoa lịch sử chẳng qua hiện tại ngô lão sư khẳng định so với trên tivi xinh đẹp hơn rất nhiều đi dù sao cũng là hai mươi năm trước lý hạo mỉm cười ha 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 hôm nào gặp thầy ngô nhất định phải nói chuyện một chút cao ngọc lương nhìn thoáng qua lý hạo sau đó mở miệng nói đúng rồi có một chuyện ta muốn hỏi ngươi ngươi năm nay mới năm hai đại học đúng không ừ đúng vậy thầy cao lý hạo gật đầu cao ngọc lương cười híp mắt nói ta xem ngươi đối đã lịch sử chính trị rất có chính mình một bộ có hay không hứng thú chuyển tới chúng ta chính pháp hệ chuyên nghiệp đến có tôi đảm bảo cho cậu chuyển ngành rất dễ dàng chung hiểu ngải hầu bình lúc này còn chưa rời đi làm hội sinh viên bọn họ phải quét dọn hiện trường giờ phút này nghe được cao ngọc lương vậy mà đang đào người không khỏi dừng lại công việc trong tay ngẩng đầu khiếp sợ nhìn hai người Lý Hạo nghe xong cũng rất kinh ngạc, hắn trầm mặt vài giây, sau đó lắc đầu. "Thật ngại quá cao lão sư, chí hướng của ta không ở chỗ này, ta chỉ là đối với lịch sử có chút hứng thú mà thôi." Cao Ngọc Lương nghe vậy có chút thất vọng, bất quá hắn vẫn tôn trọng lựa chọn của Lý Hạo, dù sao lịch sử cũng chỉ là một sở thích của hắn. Hai người hứng thú hợp nhau cũng rất tốt. "Ha ha, nếu là như vậy, lão sư cũng không khuyên ngươi, đây là ta chương trình học biểu." Ngươi về sau nếu có rảnh, có thể tùy thời tới nghe lão sư khóa." Cao Ngọc Lương nói xong, lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho Lý Hạo. Lý Hạo nhận lấy, sau đó cười nói: "Cảm ơn cao lão sư, không quá cao lão sư ta không nhất định có rảnh, bởi vì ta hiện tại tu được xong học vị, khóa cũng rất nhiều." Cao Ngọc Lương thản nhiên cười. "Không sao, xem thời gian của cậu, sau này nếu có buổi tọa đàm gì mời cậu, cậu có rảnh nhất định phải tới." nhất định nhất định lý hạo gật đầu sư phụ phải đi trước tạm biệt thầy cao cao ngọc lương nói xong rời khỏi phòng học trước lúc này lý hạo cũng chuẩn bị rời đi nhưng vừa mới đi ra khỏi phòng học phía sau liền truyền đến một giọng nữ gọi hắn lại lý hạo quay đầu nhìn lại thì ra là lương lộ đối với người phụ nữ này trong lòng lý hạo không có bao nhiêu hảo cảm nếu như không phải hắn mạnh mẽ chia rẽ kỳ đồng vĩ cùng Trần Dương, kỳ đồng vĩ cuối cùng cũng sẽ không đi lên con đường phạm tội. Không biết hiện tại kịch bản tiến hành tới trình độ nào? a à, xin chào, vị lão sư này có chuyện gì sao? Lý Hạo cố nặng ra nụ cười. Dù sao hiện tại cha hắn chính là người nắm quyền thứ ba của hán đông. Mặc kệ trong lòng đối với nàng có ý kiến thế nào, cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài, trừ phi ngươi không muốn lăn lộn ta tên Lương Lộ, ngươi gọi ta Lương Lão Sư là được rồi. Lương Lộ mỉm cười, hai bên gương mặt xinh đẹp đi hai má lúng đồng tiền đẹp mắt. Lương Lộ bây giờ tuy rằng đã 33-34 tuổi, bất quá vẫn rất xinh đẹp. Dù sao 10 năm trước cô và thầy Ngô chính là hoa khôi của Đại học Hán Đông. Chẳng qua cô giáo Ngô lớn hơn cô vài tuổi, bây giờ đã không còn là hoa khôi của trường nữa. Nhưng Lương Lộ mới qua 30 tuổi, đúng là tuổi thiếu phụ vẫn rất xinh đẹp à thầy lương có chuyện gì sao không thích lương lộ cũng không khiến lý hạo trầm mê trong vẻ đẹp của cô lương lộ cười ha hả à cũng không có gì chỉ là muốn thảo luận một số vấn đề với anh thôi em cũng là giáo viên khoa chính pháp lý hạo lúc này nói ta ngày mai còn có một ngày khóa hiện tại muốn trở về ngủ sớm ngượng ngùng lương lão sư à như vậy à lão sư kia không thể trì hoãn ngươi đúng rồi đây là thời khóa biểu của ta ngươi nếu có thời gian có thể tới nghe một chút lão sư khóa trong lòng lý hạo mặc dù không tình nguyện vẫn biểu hiện rất cao hứng nhận lấy tờ giấy được vậy tạm biệt thầy lương lý hạo phất phất tay tạm biệt lương lộ cười gật đầu bên này sau khi lý hạo về tới phòng ngủ liền rửa mặt đi ngủ bên này cao ngọc lương đón thầy ngô cũng về tới nhà trên đường đi cao ngọc lương đã kể cho thầy ngô nghe quan điểm của lý hạo trong tiết học này cô giáo ngô nghe xong chấn động có chút không thể tin được nhìn chồng mình cái gì học sinh này thật sự nói như vậy cao ngọc lương gật đầu ta lúc ấy nghe được quan điểm này thời điểm cũng phi thường khiếp sợ một cái tâm lý học chuyên nghiệp lại có loại này tư tưởng ngô lão sư thán phục nói cái tuổi này liền có loại này siêu thoát người bình thường cái nhìn ngươi nói đến ta đều muốn đem hắn đạo đến chúng ta lịch sử hệ tới cao ngọc lương cười cười đừng nghĩ nữa ta đã nói với hắn muốn đem hắn đạo đến chính pháp hệ đến nhưng là bị cự tuyệt hắn nói đối với cái này chỉ là sở thích mà thôi ngô lão sư như là nhớ tới cái gì bỗng nhiên nghi hoặc hỏi không đúng à ngươi không phải nói hắn kỳ quái chính pháp hệ học sinh sao cao ngọc lương lắc đầu cái này ta cũng không rõ ràng lắm đợi phương phương trở về hỏi một chút nàng hai người về đến nhà không lâu cao phương phương đã trở lại nhìn thấy cao phương phương trở về muộn như vậy hai người đầu tiên là của trách vài câu sau đó liền hỏi về lý hạo vấn đề này à ngài nói hắn đi hắn là tâm lý học chuyên ngành không sai nhưng là năm ngoái hắn đột nhiên phụ tu thứ hai chuyên ngành chính là chúng ta lâm sàng y học lời này của cao phương phương gợi lên lòng hiếu kỳ của vợ chồng cao ngọc lương cao ngọc lương hỏi à một cái tâm lý học chuyên nghiệp làm sao sẽ phụ tu y học lâm sàng cao phương phương nghiêng đầu nhớ lại một chút ta nghe tiểu lan nói là bởi vì hắn lão sư yêu cầu nói là cùng điều tra án có quan hệ tra án câu trả lời này làm cho vợ chồng cao ngọc lương càng thêm không hiểu cao ngọc lương cười nói có thể phụ tu thứ hai chuyên ngành hắn thành tích nhất định rất tốt rồi cao phương phương thở dài ai đừng nói nữa thế nào thành tích của cậu ấy rất kém cỏi thầy ngô khẽ cau mày cao phương phương bất đắc dĩ nói không là rất tốt hắn không chỉ có tại bản chuyên ngành là đệ nhất học kỳ trước cũng là ta lâm sàng y học đệ nhất để một cái phụ tu được cầm đệ nhất đem chúng ta viện trưởng tức giận đến mắng chúng ta một trận nam sinh đứng đầu học kỳ trước em nói chính là lý hạo thầy ngô khiếp sợ nói đúng vậy vợ chồng cao ngọc lương khiếp sợ nhìn nhau học sinh này cũng quá mạnh mẽ đến thái quá đi cầu hoa tươi đánh giá vé tháng a vé tháng vé tháng vé tháng chuyện quan trọng nói ba lần